Đây, đây là dàn Honda CBR1000RR đây. Thì vừa rồi mình chạy cũng gần 100 cây. Mình có số đánh giá nhanh như thế này. Cái con này hiện tại đã được Honda Việt Nam phân phối chính hãng luôn rồi nha các bạn. Và số lượng rất là ít. Và cái điểm của con này so với cái bản tiêu chuẩn thì con này nó là cao cấp nhất, siêu nhẹ luôn. Nếu mà thay bô, thay hệ thống bô đồ chơi nó tầm khoảng 170-75kg thôi. Và bạn có thể tưởng tượng được cái độ nhẹ của nó. Thì ngoài ra cái rất là nhiều trang bị mà nó khiến cho cái con này nổi bật hơn hẳn so với các phiên bản khác. Như các bạn thấy đây, bộ mâm đồ chơi hàng hiệu luôn. Mâm vàng nha, mâm vàng của Majestini nè. Thuộc Olin T vàng cao cấp nhất luôn, Rambo, heo Rambo. Rồi bộ khung sườn nó nhôm nó rất là nhẹ. Ngoài ra cái van nạp với van xả nó cũng được thiết kế cái đường kính nó lớn hơn 1mm luôn. 1mm so với các phiên bản khác. Các bạn thấy rất là đẹp. Thì ấn tượng đầu tiên của mình khi lên cái con này rất là nhẹ, cực kỳ linh động luôn, rất là dễ kiểm soát xe, không có nặng như một số mẫu xe khác. Và cái form của nó thiết kế cũng rất là đẹp, hiện đại và đầm tính, nói chung là chuẩn. Đối thích dành cho các bạn nào mà thích đầm tính hoặc là thiết kế kiểu hài hòa như thế này. Góc đánh lái cũng khá là ok, góc đánh lái không quá hẹp, rất là dễ để kiểm soát. Và ngoài ra nó có 5 chế độ lái. Thì ở mod 1 là mod mạnh nhất, lúc nãy mình chạy cũng chạy thử luôn rồi. Và mod 3, tuy là mod 3 nhưng mà nãy mình chạy cao tốc cũng rất là ok. Đu bám đòn, tăng tốc đu rất là cố. Mod 1 là mod mạnh mẽ nhất. Ngoài ra cái mod cuối cùng là user 1, user 2. Nó do chủ xe mình có thể căn chỉnh theo cái nhu cầu lái của mình. Form rất là nhẹ, đi cái tốc độ cao rất là chuẩn luôn, không có bị sàn lắc hay gì. Vào số đồ cảm giác cam đồ nó rất là êm, không có bị rằng máy đồ rất là nhẹ. Móc số lên xuống, ngoài ra cái chi tiết mình thích nữa là cái quick shift của nó rất là êm nè. Mình đang chạy từ số 4, số 5 rồi lên số 4, kéo cứ mình cứ giữ ga thôi mà mình đá số lên nó lên rất là êm luôn, lên nó bắn xe lên rất đã. Thế đó là một số cảm nhận riêng của mình trong cái 100 cây vừa rồi. Thì chúng ở đây mình sẽ đổi qua cái con CBR650R ngoài đây để chạy trải nghiệm. Chút nữa sẽ lên đèo Genting, lên cao nguyên Genting. Đây, mẫu này các bạn cũng biết rồi, 240 mấy triệu tại thị trường Việt Nam chính hãng này rất là hot. Thì chút nữa mình sẽ chạy con này 650R, cũng thuộc dòng Sport mà cũng Sport City chứ không phải là thuần Sport nha. Sport City ghi thông không quá chờm như cái con CBR1000RR đằng kia, mà nó thuộc Sport City, thuộc Showa hàng hiệu luôn nha. Hay thì thông tin con này các bạn có thể lên website motosaigon.vn để xem. Thì chúng ở đây mình sẽ trải nghiệm con này, để sẽ có bài số đánh giá nhanh để con này cho anh em cùng xem. Thì ngoài ra hôm qua mình cũng đã có đánh giá cái mẫu CBR500R rồi. Các bạn có thể lên website motosaigon.vn để xem thêm rồi nhé, subscribe kênh YouTube nhé. Thì sắp tới đây mình sẽ đánh giá tiếp cái con CBR250RR. Rồi, xin cảm ơn và chào các bạn nhé. Nhớ subscribe kênh YouTube nhé.